Anh chàng đẹp trai này là Lý Vân Tiêu, từng bị mọi người trêu chọc là thiếu gia phế vật, tỏ tình thì bị từ chối một cách phũ phàng, luôn làm trò cười cho mọi người. Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ, giờ đây anh ta lại vô tình được Cổ Phi Dương, một võ đế đỉnh cao trùng sinh vào cơ thể, khiến cho mọi người phải nhìn anh ta bằng một ánh mắt khác. Ở tập trước, Vân Tiêu đã dựa vào hồn phách của Đạt Mông mà đi theo, quả nhiên nơi này cất giấu dưỡng hồn mộc. Một tiếng cười hô hô lại vang lên, không cần sợ anh bạn trẻ. Từ trong lần đất một bàn tay gỗ hiện lên, rồi lại sâu bộ mặt ra cho anh xem. Trông ông ta như cái cây cổ thụ biết chuyển động vậy, ngươi là thụ linh củ cây thần Côn Ngô. Một tiểu tử thật kỳ quái, thực lực không mạnh, nhưng hồn lực lại thuần khiết thế này, không hề giống một tiểu tử mười mấy tuổi. Vậy mà ta lại cảm giác đã có trên trăm tuổi. Vân Ca nghe xong thì chột dạ, hắn là người đầu tiên phát hiện bí mật về linh hồn của ta. Chẳng trách hàng vạn năm rồi mà vẫn chưa hình thành xong dưỡng hồn mộc, thì ra đều đã bị ngươi hấp thụ hết. Ngươi không phải là muốn chiếm đoạt hồn phách của ta đấy chứ? Ha ha, tiểu tử đừng lo, ta chỉ hấp thu được những sinh vật đã chết đi. Những linh hồn không còn ý thức, trừ phi ngươi chết rồi, nếu không ta không có cách nào cướp lấy hồn phách của ngươi. Hơn nữa ta vẫn cần cầu xin ngươi một việc. Cầu xin ta sao? Không phải ngươi định nói là đừng lấy dưỡng hồn mộc đi à? Xin lỗi nhé, ta vẫn có một người bạn cần nó để được sống tiếp. Hô hô, nếu là người khác ta có lẽ sẽ nói như vậy, nhưng ngươi thì không đâu. Vì sau khi ta gặp được ngươi, dưỡng hồn mộc này ta cũng không cần nữa, và lại cơ thể của ta bị thương cũng không thể hồi phục lại. Cây cô ngôn dần mất đi linh khí từ đám người ế sinh tộc lấy nhựa cây, còn cả trận pháp của ngươi nữa. Ta có lẽ sẽ không sống được bao lâu nữa. Vân Ca nghe xong thì vội rút kiếm đề phòng, không phải ngươi muốn cướp đi cơ thể mỹ miều của ta đấy chứ? Cơ thể cả ngươi, con người các ngươi cho rằng cơ thể mình đẹp, trong mắt ta chỉ có cơ thể của cây đại thụ là đẹp nhất tồn tại trên đời. Cơ thể này của ngươi tuy có hơi kỳ diệu, nhưng trong mắt ta vẫn không bằng những hải tộc cấp cao kia. Vân Ca nghe xong thì cạn lời luôn, ta muốn ngươi giúp ta dục hỏa trùng sinh. Ý ngươi là muốn ta dùng Phượng Hoàng chân hỏa ở sâu trong linh hồn, giúp ngươi dục hỏa trùng sinh? Xin lỗi, chuyện này ta không biết. Hơn nữa Phượng Hoàng chân hỏa đó cũng không phải là thứ ta có đủ khả năng khống chế được. Ta không muốn sơ suất thiêu chết bản thân đâu. Lão ta lại cười hô hô, chỉ cần ngươi giúp ta điều khiển lửa Phượng Hoàng không thành vấn đề. Ngươi đừng quên, ta từng tận mắt nhìn thấy Phượng Hoàng niết bàn thật sự. Điều này cũng có lợi với ngươi, ta có thể dạy ngươi cách điều khiển ngọn lửa. Hơn nữa trước khi niết bàn ta còn có thể dẫn vào cơ thể ngươi toàn bộ linh khí còn sót lại trong cơ thể ta. Cho dù có trực tiếp đột phá lên võ quân cũng không phải là không được. Hai lợi ích lớn như vậy ngươi phải xem xét cho kỹ. Vân Ca đấu tranh tư tưởng một hồi không phân được, biện hỏi trong quá trình giúp ngươi, ta sẽ có tình trạng khó chịu gì không? Đúng là một tiểu tử thận trọng, yên tâm đi, thằng nhóc đối với ngươi chỉ có lợi mà thôi. Hai ta sẽ là đôi bạn cùng tiến. Nếu như ta không nhìn nhầm, chắc ngươi đã tu luyện thể chi thuật bá đạo, sau khi giúp ta có thể tăng thêm một bậc đó. Vân Ca chột dạ, lần này đúng là gặp phải hacker đỉnh cao rồi. Ngươi đã nói đến nước này rồi, ta còn có thể từ chối sao? Hô hô, ta biết ngươi sẽ khó mà từ chối mà. Ta còn muốn cầu xin ngươi một chuyện, đó là sau khi ta niết bàn, sẽ trở về trạng thái cây non cơ bản nhất để ngủ. Đến lúc đó hy vọng ngươi đưa ta đi tìm một nơi dồi dào linh khí rồi trồng ta lên. Nhớ kỹ, phải là một nơi an toàn đó. Chỉ cần ngươi thay ta làm tốt chuyện này, đợi khi ta tỉnh thức lại một lần nữa, sẽ cho ngươi lợi ích cực lớn. Ngươi lại dụ ta chứ gì, đến khi đó ngươi chẳng có gì cả, lẽ nào sẽ ăn ta luôn? Nhất định là rất bổ chứ gì. Ngươi đừng có mà nói linh tinh, nếu ngươi có thể bảo vệ ta yên ổn thức tỉnh một lần nữa, đến lúc đó ta có thể cho ngươi một sợi thái nhất huyền khí. Vân Ca liền cười vào mặt lão, biết ngay mà ngươi chẳng có gì cả, thì ra chỉ là thái nhất, khoan, dừng khoảng chừng 5 giây. Vân Ca hét lên, thái nhất huyền khí? Vậy mà ngươi lại có thể luyện ra thái nhất huyền khí? Ông ta liền lấy cái tay khổng lồ kéo Vân Ca lên, bây giờ ta chỉ có một sợi thái nhất huyền khí, đã được ta tinh luyện thành bổn mạng chi khí. Sau khi ta trùng sinh có thể luyện ra nhiều sợi là chuyện bình thường, đến khi đó tặng ngươi một hai sợi làm quà cảm ơn. Thỏa thuận như vậy có được không hả người trẻ tuổi? Được, đương nhiên là được. Thái nhất huyền khí vô cùng đắt giá, nếu có thể nhận được một sợi, đến lúc đó xác suất bước vào thần cảnh sẽ là cực lớn. Nếu đã như vậy thì việc không thể trì hoãn. Làm theo ta, bài trừ tạp niệm, đừng kháng cự lại thần thức của ta. Ôi trời, đây là lời thoại ta thường hay nói mà, lại bị lão này cướp thoại rồi. Lão yêu sau một hồi hướng dẫn, sao nào đã nắm chắc hoặc có chỗ nào chưa hiểu không? Vân Ca liền nói, không hề, nếu không sao ta sẽ liều mạng thử một phen. Nhưng ngươi phải thu lại dưỡng hồn hồn mục trước đã. Ngươi phải bảo quản nó cho tốt đấy. Được, bắt đầu đi. Làm theo ta không được sai bước nào đâu đó. Sau khi khởi động được ngọn lửa chân hỏa, Vân Ca lúc này như đang ở trên tiên cảnh. Mới hưởng thụ được mấy phút thì lại có một tên chọc phá đám. Hắn bắt đền Vân Ca lấy đi linh khí từ cây của hắn. Hắn liền xông đến định tóm đầu Vân Ca, đúng là ngu ngốc, phải chi ngươi đến sớm hơn nửa canh giờ. Hắn liền ngay lập tức bị ngọn lửa hất văng ra ngoài. Cuối cùng đã bắt đầu rồi sao? Tên đầu chọc bắt đầu cảm thấy hoang mang, đây là ngọn lửa gì, lại khiến cho linh hồn bị mùi vị chết chóc thiêu đốt. Mà con quái vật kia là thứ gì vậy? Lão yêu lúc này đã được niết bàn, hẹn Vân Ca trùng sinh tái ngộ.
khắp nơi giờ đây đều là lửa của Phượng Hoàng Chân Hỏa. Cùng lúc này linh khí của củ cây đã hoàn toàn biến mất, khiến cho đám người ngư tộc không tu luyện được thì nháo nhào chạy ra ngoài. Đạt Lạc liền chạy đến bẩm báo với Hy Vi đại nhân, quỳ xuống mong Hy Vi đại nhân giúp đỡ một tay. Ông ta nghe xong thì tức giận, bộ ta là tay chân của các ngươi hay sao? Mà các ngươi nói ta đi là ta phải đi. Đạt Lạc vội dập đầu nói không dám, nhưng lũ người kia xông vào lấy đi linh khí, ngài cũng sẽ không thể tu luyện được. Thế là lão Hy Vi bèn đồng ý đi giúp một tay. Đạt Lạc dập đầu rối rít, đa tạ Hy Vi đại nhân, kẻ địch dưới sức uy lực của đại nhân, chỉ trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói thôi. Thuộc hạ ngưỡng mộ đại nhân, giống như nước biển cuồn cuộn, kéo dài bất tận. Hắn còn chưa kịp nịnh nọn hết câu thì bị Hy Vi cho một chưởng chém ngang cổ. Có điều ta không thể ra tay vô ích được. Vừa rồi đang tu luyện đến chỗ quan trọng, đột nhiên đứt đoạn linh khí, khiến ta có hơi không hài lòng. Vừa hay ngươi có sức mạnh võ hoàng, xem như ngươi cũng có vinh hạnh được làm thuốc dẫn cho bổn tọa. Tinh nguyên trên người ngươi để ta hút tạm vậy. Thế là trưởng lão trùng trục Đạt Lạc giờ đây chỉ còn lại bộ xương khô. Hỏa ngư tộc và Đoạn Việt sau một hồi đánh nhóm trùng trục thì mệt lả. Thiết Phàm, Đoạn tiên sinh ngươi đưa Thiết Lăng bọn họ rời đi trước đi. Ta ở lại đây đợi thánh sứ đại nhân. Tiểu tử kia không biết chạy đi đâu, thời khắc mấu chốt thì lại tuột xích. Không phải chết rồi đấy chứ? Từ đằng xa hai anh em đi tới, thánh sứ đại nhân tuyệt đối sẽ không chết. Ông gia nhìn thấy đứa con gái thì bất ngờ. Cha, con đã tiến lên cấp 3 hải luyện sư rồi. Ha ha, đúng thật này, giống hệt đại hải luyện thuật sư mà ta từng thấy trước kia. Quả nhiên là con gái của ta. Tộc trưởng người xem, Thiết Phi cũng tiến đến cửu tinh võ tông đỉnh cao rồi. Ông cha nghe xong thì mừng rơi nước mắt. Đoạn Việt có vẻ không vừa ý, nếu đã đến cửu tinh đỉnh cao, vì sao không thuận thế đột phá bên trong luôn? Bỏ lỡ cơ duyên lần này, sợ rằng sau này phải khổ luyện trong nhiều thập kỷ đó. Thiết Lang liền nói trận pháp mà thánh sứ đại nhân bố trí cũng dần mất đi linh khí rồi. Cái gì? Sao lại như vậy? Thần thụ cô ngôn này tuy bị phá hủy nghiêm trọng, nhưng cũng chưa đến mức không còn linh khí. Đoạn Việt liền nói không biết có liên quan gì đến tên tiểu tử kia không. Bỗng chốc có tiếng nói khiến người khác phải rợn tóc gáy. Liên quan đến ai cơ? Thì ra là lão Hy Vi đã mò tới đây. Ông ta là võ tôn đại nhân duy nhất của hải vực gần đây. Thiết Phẩm, mau nói rõ ràng mọi chuyện cho ta, bằng không đừng trách bổn tọa vô tình. Lúc này tộc trưởng mới hiểu rõ bộ mặt của Hy Vi. Thì ra lão cho đám ế xanh tộc ở nhờ đều là vì linh khí của thần thụ. Ông ta lại lật mặt nhanh như lật bánh tráng, nói là các ngươi có tài nguyên không biết sử dụng, còn trách ai bây giờ đây? Hy Vi đại nhân, vì sao linh khí biến mất ta cũng không biết, có giết thì hãy giết ta, hãy tha cho đám người bọn họ. Dù sao thì ngàn năm chúng ta đều tôn sùng tộc cá đuối ngài. Hy Vi nghe chỉ thấy ngứa cái lỗ tai, các ngươi có hàng năm tặng cống phẩm cho ta, nhưng cũng không bằng một ngày tu luyện trong thần thụ. Hy Vi lại định dùng hấp tinh đại pháp với tộc trưởng, thì lại có tiếng nói vang lên. Thả hắn ra, ta nói cho ngươi nguyên nhân biến mất linh khí. Mọi người lúc này lại có một tia hy vọng. Ai là kẻ nào, dựa vào tu vi của ta lại không phát hiện được. Ta là ai không quan trọng, linh khí mà ngươi muốn có ta có thể cho ngươi, nhưng xem người có cái số đó không đã. Hy Vi nghe xong thì tức giận, mặc kệ hắn phát hiện ngọn lửa không bình thường, máu liều nhiều hơn máu não. Hắn liền vứt tộc trưởng sang một bên, rồi bay lên nơi cất tiếng nói, dám chơi ta sao, đúng là tìm chết mà. Bỗng chốc hắn bị ngọn lửa bao quanh, vậy mà lại có thể đốt được bổn tọa, đây là lửa gì? Ngọn lửa đang dần lớn lên, Hy Vi kêu gào, thật là hoang đường, bổn tọa là võ tôn cấp 1, thống lĩnh hải vực này 400 năm, sao có thể ngã xuống ở đây chứ? Đây là lửa gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.